Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đừng quên quyển sách này. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu và chuẩn bị sôi nổi thảo luận đóng góp những ý kiến quan trọng và báo cáo đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương. Để kết thúc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị. Trong đó có về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao với những nhiệm vụ đánh giá và kết quả việc thực hiện nghị quyết số 09, đồng thời nhất trí ban hành nghị quyết mới về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để từng bước đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển. Phấn đấu đến năm 2030 là các mục tiêu cơ bản phát triển bền vững kinh tế xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo, tăng cường kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước. Đóng góp của các ngành kinh tế vùng biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước. Đóng góp GRDP của các tỉnh thành phố ven biển chiếm 65-70% GDP cả nước. Chỉ số phát triển con người, viết tắt là HD, các tỉnh thành phố ven biển cao hơn mức trung bình của cả nước, đáp ứng được các yêu cầu thiết yếu của người dân sống trên hải đảo, kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển, nhất là chất thải nhựa đại dương. Ở các tỉnh thành phố ven biển, chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển có hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn tiêu chuẩn về môi trường để được quy hoạch xây dựng theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dân. Chú ý kết hợp chặt chẽ giữa phát triển bền vững kinh tế biển để xây dựng xã hội gắn kết hài hòa với biển, bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học hệ sinh thái biển, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, phù hợp với quy luật tự nhiên, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển, bảo đảm cân bằng sinh thái và hài hòa các mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, liên kết và hỗ trợ giữa các vùng bờ biển đất liền, vùng ven biển và hải đảo đại dương, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia dân tộc trên các vùng biển đảo thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển đảo để phát triển bền vững kinh tế. Trong bối cảnh cả thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần quan tâm chuyển từ kinh tế biển chủ yếu dựa vào vốn đầu tư khai thác tài nguyên gây ô nhiễm môi trường sang kinh tế dựa trên nền tảng kiến thức khoa học công nghệ, phát huy có hiệu quả tiềm năng lợi thế của biển Việt Nam, cơ cấu lại phát triển đồng bộ bền vững các ngành lĩnh vực kinh tế biển, các vùng biển ven biển và hải đảo theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chú trọng phát triển các trung tâm kinh tế ven biển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy lợi thế về điều kiện địa chiến lược kinh tế, chính trị và tự nhiên, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên biển, làm động lực cho phát triển kinh tế đất nước, chủ động thích ứng với biến đổi khu vực và toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu, nước biển dân, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch cụ thể sát hợp với thực tế. Hết sức coi trọng công tác điều tra cơ bản, thực hiện phương châm nắm chắc, quản chắc, khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học biển,
huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhà nước và xã hội trong nước và nước ngoài để thực hiện các mục tiêu định hướng chiến lược về phát triển bền vững kinh tế biển. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực phát triển khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao làm khâu đột phá để phát triển kinh tế biển. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư có công nghệ, trình độ quản lý tiên tiến, hiện đại phát triển kết cấu hạ tầng và kinh tế biển. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, cần hết sức chú trọng công tác giáo dục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng trong toàn đảng, toàn dân, đồng thời tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư, sát hợp thực tế để thực hiện có hiệu quả. Chú trọng các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên như phát triển du lịch biển, đảo, kinh tế hàng hải, kinh tế dầu khí và các tài nguyên khoáng sản khác, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản và phát triển hạ tầng nghề cá, phát triển công nghiệp đóng tàu, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế mới. Tập trung đầu tư có hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển và hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng đồng bộ làm nền tảng đột phá để phát triển vùng biển, ven biển trở thành điểm đến của thế giới, đồng thời là cửa ngõ vươn ra thế giới.